nào đó mọi người ơi. Ấm Ba La Vân ơi, mở cửa ra đỏ, trời hay chưa. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Hotel Story. Thì hiện tại bây giờ mình và Bami đang đi khách sạn. À lộn, bảy. À không phải, ý là mình và Bami đang đi chơi nhưng mà thuê cái khách sạn cổ kính này đó. Nó ngủ kìa, Bami ơi, đi khách sạn với anh đi cưng. Nó ngủ vậy mọi người. Rồi xong bây giờ nó vô nó liệu luôn, mình đang sợ mình không biết nó có bị 3D không nữa. Không, mình sợ nó 3D nó lay qua mình, nó chết luôn á mọi người. Tao bóng trong cái 3D mày. Ok, vô. 1, 2, 3. Yeah, hay quá, đã thuê được phòng rồi. Thì bây giờ mình và Bami và cả đám lên phòng thôi. Phòng 10 người lận. Ê, quyền mới người đứng trước chờ rồi ba. Ê Bami, phòng 10 người lận nên là mày không có cơ hội về cái đâu. Tao cũng hy vọng mấy thanh niên kia ấy. Trời má, có Saitama đó kìa. Đâu? Tại vì mới để ý luôn á. Ồ, thanh niên đầu chọc thắt bính vô đây làm gì vậy? À, có Saitama vô đây là tụi mình sẽ an toàn. Với cái an toàn đi chơi mà làm như đi gì đi an toàn. À quên, có thằng Bami là không bao giờ an toàn được. Tao sợ an toàn với mày lắm. Mày lỡ mày có làm gì tao xong. Hình như nghe nó hơi ngược ngược nha. Vãi kìa, nhà ở trong này không có gió mà sao tao thấy cái bóng đèn nó lung lay kìa. Thì tao nãy giờ tao nhảy lên tao đụng trúng cái bóng đèn đó. Ồ, tính mày dài dữ luôn hả? Ừ, cao cao mà. Một tập thể luôn, ba trai gái ở chung luôn kìa, 10 đứa. Đó bởi vậy tao mới nói 10 đứa lận, dễ gì mày đâu có cơ hội dê tao. Ờ, chắc dê, tao đang sợ mày dê tao nè. Ủa, sao, ủa? Ôi, tự nhiên trong phòng trước hình thằng Núp làm gì vậy? Hôm trước tao mới quýnh nó tét đầu xong. Núp hả? Ừ, đó, hôm trước tao mới quýnh một đám Núp tét đầu, bể đầu cùng lum hết trơn. Ôi sao mày đánh người ta vậy? Mày có thù có quán gì với người ta hả? Tại nó đông quá, còn phải quýnh. Ai? Nó đông quá hả? Ừ, đông quá. Đông quá đâu ai hết của nhà mày đâu. Thì nó đông quá nên nó chiếm đất nhà tao. Cái nồi. Chúng ta. Ở trên đây có tờ giấy nè cô. Coi thử. Ồ. Tôi nhìn thấy một cái điều gì đó ở ngoài cái hành lang. Tôi không biết cái đó là gì nhưng mà tôi chắc chắn nó không phải là người. Ồ. Đấy, không phải là người là chỉ có là... Ê Bami, con mới nghe tiếng hét luôn á. Có luôn hả? Ừ, mới nghe tiếng hét. Gì vậy, như heo kêu vậy ba? Giống như heo sát sắp thọc huyết. Tiếng hét mà cha nó la liếc đi gốm không? Ê, có người lạ gõ cửa kìa. Ú, cái thằng dẫn mình lên phòng nè. Ồ. Ồ, quên, có đóng cái bức thơ. Đó nó nè, thủ hồn chưa Mr. Smith. Đó, nhưng mọi người đã biết là không nên kinh người dẫn đường và Bami nha mọi người. Hãy coi, dẫn đường và Kia. Cái đó dẫn đâu ba, mày cào lao quá. Người dẫn đường và Kia, Bami chỉ là người bị hại thôi. Bớt đi, trời ơi, mọi người coi là đều biết tất cả là từ thằng Bami mà ra. Chế vô tội. Đừng hãm chế lộn, đừng nó bậy chế. Ôi, của tiếng la hét hả? Đừng có làm cho tôi sợ chứ. Kia trên đời này sợ ai trời? Không, tao nói cái thằng Mr. Smith này nó sợ chứ không phải tao. Thì nó tao nó, là nó, tao, tao là thay biểm luôn rồi. Kia trên đời lúc đó nó sợ đúng người mọi người. Sợ gì ba? Sợ đúng cái luôn á. Ba. Đi theo nó kìa, đi theo kìa. Ừ, để ra con nói thôi. Bây giờ đi mở mấy cái cửa phòng này. 108. À, 108 mở cửa được nè. Đâu. Ủa, sao đứng đây không mày bay? Ê mày có để ý không? Lấy tân nó tàn xuống mình đi không mà nó chả bây giờ nó đi hết trơn á. À, cũng chả biết là con hai đang thấy đứng đó đó. Ồ, vô hết rồi nè. Ôi, có xác chết. Giận lắm nha. Ôi, có cây súng. Ôi, cái gì vậy? Thôi. Đứa nào chơi kỳ vậy? Ờ, theo như mình thấy thì đây là 12 giờ đêm. Có một xác chết nữ đang nằm chèo queo ở dưới giường và có một khẩu súng trên giường cách nó rất là xa. Ê, Bami. Hả? Xác chết phải không? Mai quấn xỉu chủ 3252 nha. Vãi, cũng là xác chết hả? Ai biết cái đó đại. Oh my god, nhỏ này chết rồi. Thì có ai không biết, nhìn vô là biết rồi. Cái thằng nào mà nó lộ, nó bị chậm hay sao, nó bị lát. Bình có 9999. Có nhiều người vô đây toàn lo ngắm sắc đẹp của tao không à.
cũng may mình chưa ăn á nha. Ok, lậm lậm cái cây súng đi. Ê ngộ mày, tao thấy sắp chết bên mà súng một bên á, tao nghĩ đây không phải là Thì tao nghĩ là nó đang bị bắn mà. mày chết này này. Trời ơi, cái đứa mà nó chiếc nhỏ này nè. Trời trời, sao mỗi đứa bắn mỗi cái tao không nghe được cái gì luôn á trời. Ê, Barbie, tao mới để ý cái hình này nó mới đáp xong nè. Đâu Đó hình này nè. à nó đá kìa, nó Đó. cho hai cái lên trời, Nữa, tắt đèn nữa. ai cho nó đèn ngoài cho bay. Tao núp rồi, tao núp rồi, mày sao không biết tao đang ở đâu đâu. Ừ, Nữa. Chơi kỵ ba, chơi chơi gì. Ê, đi thôi. Chúng đi ta trước đi, cùng. mày rủ đi, mày đi trước đi, quen Tao ra rủ mày đi nhưng uống mà kia. cái thằng Mr. Smith này nó không có đưa. Nó không có đưa chìa khóa. Ủa, ở ngoài vô có cần khóa chứ, trong ra thì cần khóa chứ ta. Cũng phải cần chứ. Ê, Mít ơi, Mít, Mít ra xin cái chìa khóa Mít ơi. Mít đặt. Mày phải kêu là sờ mít. Sờ múi á, sờ múi mít á. À đúng rồi đó. Không, anh này anh Mít đặt ba. Ủa, tao mới vừa thấy có cái máu ở đây. Ủa hồi nãy ai chết vậy? Oh man. Là có một đứa mới chết rồi hả? Nè Ở máu trong nè. phim kiểm soát là ba có hồi nào nó leo lên ghế bị tay chập mặt không? Tao cũng chả biết nữa, tự nhiên cái bây giờ cái nhà có thấy nó chết, tao thấy quái quá mày người. Đi 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 đi. Ôi không, tao nói là khách sạn ma ám nè, cái ghế với là cái đèn nó bay cứ là xưa. Thì cần return to lobby à, là bài lộn 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 không nên bấm vô đó, bấm vô đó là chết luôn đấy. Ủa và mì đó, và mì nó dẫn đường cả, không nên tin nó nha mọi người. Em đường gì đâu ba, tao đang đứng cho tao chờ nè. Tao sao tao thấy mày đang nói chuyện gì đó. Ồ, nó bị khóa rồi, bây giờ chắc là chắc chắn là bây giờ phải đi tìm cái chìa khóa thôi, mà cái thằng Smith nó không giữ thì ai đã ở đâu ra mà có. Bây giờ phải đi tìm cái chìa khóa thôi. Thấy chìa khóa rồi. Đi. Đi thôi, bỏ vào mi lại, không 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 cho nó đi. Vô, đi mở chìa khóa. Ủa? Ôi, phải vậy chứ, mở được cái chìa khóa Ơi sao rồi. đi vậy? Mày đi làm gì mày ở đó, mày chơi dế đi. Nãy giờ tao bị hú hồn, tao đứng lại chỗ ba. Mày thấy mấy cái điểm rồi. Quay cái gì vậy? Ồ, Vami ơi, ở trước có nhện. Tao đã ổn đến xếp hàng luôn kìa. Nhện này ngoan nè, nhện này không biết có đứa nào training mà huấn luyện mà có cái đứng xếp hàng đẹp ghê luôn á. Giả nhận thị của ba đang leo lưng ở đâu rồi? Đi xuyên nó luôn chứ đi leo gì nữa ba. Có khi nào là con nhện quỷ không trời? Đang leo lên lưng con Spiderman. Ê Vami, nhận quỷ á, Vami mắt đỏ cơ. Con nào có màu đỏ? Ôi ôi ghế đó là lủng lẳng rồi. Gì vậy? Ghế bài lủng lẳng là nãy giờ tao thấy rồi, nãy giờ rồi. Con giả vờ không thấy để đỡ sợ ba. Bán cái nha vợ. Ờ ơi em rồi lại bắn rồi, vậy bắn rồi nó buồn nó Bắn nó giết đi, tôi bắn nó đi, rồi. bắn nó. Quá, cái gì mình tao đậu phộng chơi gì chơi dế. Ôi, các bạn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, tao Trời giết được một má. đứa rồi. Hay quá. Trời ơi, giết đúng Mình nhanh luôn. không mọi người. Trời ơi, giết đúng nhanh luôn. Thật là kinh khủng. Rồi xong hết rồi, năm em nhện nó bị tiêu diệt. Ok, đi thôi, vô thang máy này, vô thang máy này. Đi vô máy. Mở cửa đi anh Nam Bích Đạt. Ê, sao ông Smith này ổng còn lao nhỉ? Ở đây có hai cửa mà ổng chơi có một cửa. Khi mà nó hư á ba, ông kia đi trong cửa đi cho đỡ sợ. Nani? Ừ, à, tao để chung đi nhau cũng được, có Satama đi chung Satama. Lỡ mà có gặp ma đấm phát cùng nhau. Con ma nhớ là nó đâu có tác thương, cái lộn sát thương vật lý, ba đâu bị sát thương vật lý. Mày nghĩ sao đấm mà đấm xuyên người đó luôn mà. Trời, cũng như không, cái elevator đang bị hư rồi, hiện tại giờ thằng Mr. Smith nó sẽ reboot để reset lại cái thang máy này để chạy cho ổn định. Có luôn hả? Ừ, thì trong thời gian đó là chúng ta nên đi tham quan. Thì theo như mọi người đã biết thì đây là một khách sạn ma ám, hiện tại giờ nó đang ám cả đám. Nhưng mà hình hiện tại là chưa thấy đứa nào bị ám, mới chỉ bị hù thôi. Trù cho chết một hai đứa rồi mày kêu không có đứa nào bị ám rồi sao mày? Nhiều cái nó mất tích đó ba. Có vụ mất tích nữa, có thấy máu đổ gì ruột rơi thay người gục Lấy ngã. máu heo đổ ra cho tụi mình hoang mang các bạn. Cuối cùng nó hoang cũng mang đã lại reboot rồi. xong rồi, mừng quá.
Hai Thôi bây mấy giờ đi nha. đi về thôi. Khách Nè, sạn. Quay cái gì? sạn đúng quá hùng hồn. Rồi một đứa chết rồi kìa ba mi. Trời, tao mới lại gần ngờ em máy tao kêu hello bye bye chỗ này nha, tôi đi nha. Nó ra tới mặt tao nó hú hồn tao luôn. What the... À, cái gì vậy trời? Ủa cái thằng lễ tân nó giả bộ nó không thấy gì mày. Vậy là con nghi ngờ quá ha. Có khi nào là do Tôi nó không? nghe hay tôi không biết nhấn gì mấy anh đang nhìn thấy. Nguy hiểm thì chứ. Thôi con nghĩ tốt nhất là bấm phím bấm chữ L nên đi về thôi. Chữ L chạy ơi, ở đây có ba nút, con không biết chữ L là nút nào luôn. Là lùng đó. Ai đập cửa vậy? Hả? Em đi mà ai đập cửa rầm rầm thế vậy? Thôi đứa đang đứng ở trên 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 cao nè. Nó đang Ồ, đang ngó bay vòng xuống. vòng luôn rồi. Dễ sợ thiệt. Nguy hiểm gì chứ. Ai có thấy mình có đi đâu mày, có đang nhìn ra ngoài cửa, có thấy đang đứng yên một chỗ luôn á. À, bắt đầu cái hiệu ứng cánh cửa thôi. Rồi xong ra rồi đó. Đang đang ở đâu vậy trời, theo như con phán đoán. Ồ, tôi thấy có cái gì ghê lắm nè. Ê Ôi, Bali Bali Bali, cái ngục tù vậy ba. theo như con đang phán đoán thì đang ở tầng hầm á. Ờ, tôi thấy mấy cái đá này với cái gỗ này chỉ có ở dưới tầng hầm thôi. Một là tầng hầm, hai là ngoài đường. Ủa ngoài đường làm gì có cái này ba, ngoài đường Dưới sàn này, ở dưới sàn cái gạch giống cái gạch ngoài đường đó ba. sàn này có thấy cho giống sàn ở tầng hầm đúng hơn á. Rồi y chang luôn, tầng hầm luôn, không tin luôn. Ủa vậy cái thằng Smith này nó bắt kiểu gì vậy trời? Ở đây có một cái ghế bị ngã, ghế bằng sắt bị rỉ hai chân, đây là hai cái thùng, bên kia là có ba cái thùng, là tổng cộng năm cái thùng với hai cái ghế, bên này có một cái ghế bình thường hết. Đó, nó thật là lạ. Tôi nhớ là tôi bấm cái nút L để xuống lobby, xuống sảnh mà. Vậy là sao lại dường như chúng ta đang ở dưới khách sạn. Đây là tầng hầm. Trời, nó nói cái điều mà ai cũng biết hết Trời ơi, đi lobby mà cày ra, bấm lobby gì mà ra cái gì nó vậy? bấm chứ con có bấm đâu thằng điên. Nó ngồi nó dành nãy giờ, tao có làm ăn được cái gì đâu. Huy, Chết cái gì vậy trời, nó ăn nó hù tao hoài luôn á. Mọi người hãy nhanh chóng quay trở lại với tôi đi. Ơi bam ơi ơi, tao nghi ngờ lắm, tao không dám quay lại đâu. tân đâu đây lễ tân đây, vậy là lễ tân ở đây con yêu quái bên đó, vậy là yêu quái không phải lễ No tân. no 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 no. Ghé tao ra đây, ra. Rồi xong một đứa. Tao rất là Quá nghi đập cửa nhanh luôn ngờ. nè mẹ ơi. Tao rất là nghi ngờ nên là tao không có dám vô. Rồi nó vô thang máy. Rồi xong đúng Holy tụi tèo máu shit. không luôn. Tụi nhau không mà mày. What? Nãy Ủa? nó bị gì Silent Assassin giết ta. Ủa cái thằng kia nó đi luôn rồi kìa ba mi. Chết luôn rồi. What Trời the ông thấy hell? ông có một mình chân như vậy, em đứng không kêu là đi keep moving. Trời, người ta chết người trong đó mà ổng không quan tâm luôn mày. Thì bây giờ ổng quan tâm gì nữa, bây giờ ổng như muốn trốn thôi chứ biết sao giờ. Rồi Lý Tân gì không có tâm gì hết trơn. Hai hướng có vẻ như là chúng ta phải lạc vô một cái mê cung rồi. Bây giờ mê cung không biết nên đi bên trái hay bên phải đi ta. Tao nghĩ là mình nên đi bên trái đi. Thôi cho mày dẫn đường thêm lần nữa đó chứ tao đuối lắm rồi đó, tao không Thôi dám bỏ đi nó đi, mày cho tao dẫn đường là vô ngõ cụt luôn á. đâu. Vậy bây giờ bên trái bên phải. Đi bên trái. Ok, bấm phím số 4 quẹo trái. Nó có bốn quẹo trái nữa hả? Đúng rồi, hồi đó coi Hugo bấm phím số 4 quẹo trái, số 6 quẹo phải, số 8. Số 8 là đi tiếp, rồi vậy đó. Nếu cậu muốn cứu người Lina và bọn trẻ được an toàn thì cậu phải nhanh chân lên. Đi 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 đi. Hả? À. Mà tóc vui mày. À Bami, nhớ 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 lâu lâu bắn một cái để biết đường đi nha. Nó quẹo ở đâu tôi sẽ bắn súng ở đó để cho nó lưu lại, ví dụ như mình có đi lộn đi lại. Ồ, thông minh đó. Dạ, lộn đó cái cùng bắn cái cùng bên đó. Rồi đi tiếp đi ba, ồn ào quá. Quý ca nó dẫn đường mình phải giả bộ mình nói tục để nó đỡ sợ hay không? Ủa, đi hướng nào? Vậy thôi bây giờ cứ đi theo đường bên trái mà đi hả? Vậy đó. Tao sợ đường cục quá mày. Nói chứ để xe đi trước mà tụi mình im re đó, xe quay lại cái bộ mông đó trên rồi. Ủa giờ thêm hai đường nữa biết đi đường nào? À đường này, đường này, đường này, đường này, đường này. À, đường này có bé đỏ có đen nè. Ủa sao đấy? Ủa bên này có thêm một đường nữa Ồ. nè. Ủa Thật là xe rối đi địa. đi đâu? À, ra rồi Bobby ơi, ra rồi. Ủa vải ra rồi nè.
Trời, vậy là mình có khiếu trong chơi với cái mấy mấy cái mê cung này, easy. Cái gì cũng được, mọi người mai mốt mình cái gì chơi vui vui á, cứ bắt Kia nhốt cho mê cung là được rồi, nó đã vui lắm. Tào lao. Đó là Kia của sở thích của nó là khám phá mê quá. Quay à, rửa lại 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 thêm ba con nhện nữa, ba con nhện nhện. Nãy vô nó thấy đâu qua. Thì đó, nó mới rớt từ trên rớt xuống nè. Closer get in hope. Đó là con cao nó nhảy lên như là sợ nhện cắn ba. Giết nó đi, giết nó đi, giết nó Chứ đi. không như đứng luôn chứ. Giết nó đi. Thanh niên này kêu cao bên phải luôn luôn đúng và không tin anh và mình. Mà nãy giờ tôi đi bên trái. Thanh niên này đúng đúng. À, bắt cứu cứu. Cứu, ok. Nó bắn tao kia. Từ từ, cái đang bắn nó ba. Rồi, ok, hay quá. Dăm, dăm ba con nhện không làm khó được tao. Đúng giờ giật con khác mới làm khó được mày. Con quỷ. Ơi, cái lối đi này nó bị mấy cái thanh gỗ nó che lại rồi, giờ sao giờ ta để ông lễ tân ơi anh mất đặt. Bắn 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 vào mi. Mấy cái cây gỗ này là mấy cây gỗ quỷ, nó có máu nè. Mình phải bắn chết nó thì mình mới đi được. Biết chưa? Bắn chết nó đi, bắn chết nó đi. Đây đâu phải boss đâu trời. Ông này ông tào lao nữa, đây có phải boss đâu. Đây chỉ là một cái thanh trắng gỗ bình thường. Quá cái hành Bắn nó đi ba. em bắn là ba Sao chậm vậy? năm mình chơi không ai nói năng gì hết trơn ta. Bắn nhiệt tình vô ba mi, có bao nhiêu cái súng móc ra hết đi. Ta có một cây đây nè, còn cái kia là nó hết, nó để dành đạn không bắn được. Bắn hai viên hết. À, bởi vậy có hai viên Còn mới để dành ấy, đó còn ba. cái nữa ba mi, còn cái nữa trên lầu kìa. Rồi, ok, hay Đây. quá. Ở đây nó có cái tấm trắng rồi ơi, đây nó có như bị gương vậy. Tao chả biết nữa, nhưng mà có thằng này nó nói có vẻ như không phải dễ dàng lắm, không có, nó sao ta, nói chung là nó cảm thấy không được bất an lắm. À, lễ tân yếu đuối này sao ta thấy nó sai sai á mày. Hãy dành ra một ít thời gian để mà suy nghĩ trước khi chúng ta đi tiếp. Thì bây giờ chúng ta nên ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh để suy nghĩ coi là bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo. Nhà nè đang đứng ở đây nè, nó đang suy nghĩ coi là suy nghĩ về nước Mỹ có con khỉ. Trà Để đậu không, sao mà hồi suy nghĩ nó quyết định, nó đứng yên một chỗ. phải anh quên tôi gì Thanh niên ủa mà chơi, gặp cái gì vậy thanh niên chơi đúng giờ luôn, thiệt tình chứ. ủa bữa trưa mày hồi Đây nãy giờ là đi chỗ nào ở đây nó là nơi nào khó ở đó không có lễ tân. đúng. Từ từ, chết đó ba mi. Mày như nhìn khác bên tao mày sao á. Ủa vậy hả, ai biết đâu. Ê, khoan 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 khoan, Một rồng vô nó gầy dơ thì chứ. chết 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 chết. Ok, có qua được rồi. Để con đi trước cho, để con đi trước cho, để con đi trước cho, từ từ. Khác tao mà giống không Ủa giờ hả, khác hả? Ok. Ok, rồi qua đi ba mi, qua đi, qua đi, qua đi. Đừng để chết nha ba mi. ok trời ơi ba cái đồ quỷ Ừ, ba cái đồ quỷ ăn chết hoài. mà mày thì lúc sợ chân trượt Đúng phải cái bộ rồi, đúng quỷ chứ rồi. Đúng là sợ trượt chân thiệt. dễ trượt thôi mọi người. Mấy anh đi rồi đi cẩn thận không đúng miếng nha, không đúng miếng trơn lắm á. Cuối cùng mình cũng đã qua thành công. À, quay là ồ hai con ơi con dao mà lại giết nhỏ trong thang máy nè mày. Ê, sao nhớ dao kia nhỏ lắm, mình sao dao này bự vậy? Quái kìa. Đế Minh con quỷ giả xoa. Miếng giả xoa bài sắp lại đến đây. Đó, mày Miếng thấy. xoa ra cái mặt mày nó hiện dấu đỏ rồi kìa. Ê, tao cũng thấy nè, đó thấy chưa, nó đang hấp hấp tao đó. Tao đã săn mì. Ủa gì mà nó xung quanh người rồi ba, cái mày mới chịu hồi nó lên vậy ba. Thì đúng rồi, đứa nào đang chịu hồi nó lên mà, mấy con dao nữa nè. Ôm Mani bác mày, Hồng là chị ma ba. Mày bớt đi nào lao đi. kia ra. Không còn đường nào để trốn thoát nữa. Ê, còn cái đường trốn thoát nữa nè, nghĩ sao nó kêu không có cái thứ gì á. Con này là con quỷ mà không biết cái nào chịu hồi nó lên. Là có đứa nào nó xuống đây và vẽ cái vòng triệu hồi con này lên nè. Quay cái gì Đó. ấy, nó đang bắn kia vào mi. Chạy 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 nhanh 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 nhanh. Rồi bắn nó đi, bắn nó đi, bắn nó đi. Ok, quay nó bắn nó kìa, chạy nhanh nó đi. Rồi, bắn đi.
Rồi bắn nó luôn, quất nó luôn, quất nó đi, đừng cho má nó hay làm sao quất nó đi. À, nó bắn nữa. Ê, hãy đánh tôi mà, có đang đánh tôi mà. Mọi người đánh tiền khác nhau mọi người ha. Chơi vậy chơi dế, chơi sao chơi. Đó, nó bắn nữa kìa, nó bắn nữa kìa. Ok, hay quá. Nó mất được một ba máu rồi, cán lên, cán lên. Cố lên, cố lên, come on baby, á, nó bắn nữa kìa. Ôi, ai lắc, nó gần tóc xuống nó bắn mặt thơm, bây giờ ông lấy nhặt thơm ta. Tao chả biết nữa, nhưng mà thôi bây giờ nói chung cứ giết nó trước đi rồi tính tiếp. Quay, nó bắn nữa kìa. Trời ơi, nó bắn gì nhanh vậy. Ôi, đi chúng nó thành phương đứng khác rồi. Ok, giết nó đi Bami, trời mày sắp chết rồi đó. Biết rồi, hồi nãy tao đang bắn, tao đang né nó mà. Quay, 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 đứng xa ra, đứng xa ra, đứng xa ra, đứng xa ra. Ô, ghê vậy. Nó chơi điếm thúi, ghê luôn á trời. Không khác gì Bami. Là đi là mày ba. À mày mày thú rình luôn chứ. Điếm thú rình. Thằng năm táo à, tốc độ ra. Đấy, nó bắn nó kia chạy đi Bami. Rồi, xong. Ồ. Tại sao mày không hồi sinh lại đi ba? Ok, úm ba hồi sinh lại cho ta. Ok. Ê, 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 come on, no, 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 no. Sinh lại ngay chỗ lễ tân hồi nãy đang đứng đây luôn nè. Là đâu? Ở bên kia lobby, lobby hả? Thì đúng rồi, mình nấp đi, mình nấp đi, mình nấp đi, đừng ép bay, đừng ép bay, để tao giết nó cho, để tao cho mấy đứa này giết cho, mày đứng ngó đi, đứng yên đi, đứng yên đi, đừng ép bay coi chừng chết á. Yes, tao giết được nó rồi, Bami ơi. Ok, ta đứng ở giữa lắp bi nè, ấp bi với lộn. Wow, hay quá. Lại đây. Trời ơi, sau khi bắn xong thằng Mr. Smith nó mới đi qua nè, mày coi có thấy điếm thúi không chứ? Nó qua nó không cho tao qua luôn, mới ghê chứ. Ủa sao vậy? Bắt tao chạy ốc bi thấy bà luôn nè. Sao nó không bơ, sao nó không bê mày đi qua luôn cho khỏe nha. Hả? Sao nó không bê mày? Nó cổng tao qua luôn đi. Ê mày sao nó qua mà tao phải chạy ốc bi? Nghĩa là nó có cái gì đó mà. Ê, thằng này nãy giờ nó biến. Ý, exit này nhanh 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 nhanh. Mình nó quằn lại đó mọi người. Ấm ba la Vân ơi, mở cửa ra đó. Trời ơi, hay chưa? Ờ kia giỏi lắm, nhiều khi nó làm phép thuật luôn mọi người. Ấm ba la nhiều khi nó biến thành con ra luôn. Đào lao. Ê đây con Ấm bay của Adin nè. More story coming soon. À vậy là chúng ta đã trốn thoát ra được thành công rồi. Tức đỡ đo để hoàn thành nhiệm vụ. Vâng. Ủa ra chưa vậy trời, sao lâu dữ vậy? Ờ ra rồi. Ok, tao quay về lại khách sạn ông trò má ơi, đi về đây đi du nguyên của chuyến hành trình luôn á. Ok, đi kiếm khách sạn khác rồi, đi ghê quá rồi. Ờ đi 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 đi. Okay, ok, trước khi đi thì dừng clip đi cô. Ok các bạn, thì tụi mình sẽ dừng video đây thôi, thì ở đây kinh quá à. Tụi mình sẽ di chuyển khỏi khách sạn này và đi kiếm khách sạn khác thôi. Thì các bạn hãy chiến hành trình ở hành trình đi trốn con đem anh ở khách sạn này như thế nào. Nếu thích thì nhớ để lại nha, để mình một like, một share và nhớ subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video này các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.